Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 đang theo dõi video của thầy. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục cùng với các em làm thêm một cái bài toán về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Bài này có tính chất nâng cao hơn một chút so với những cái bài trong sách giáo khoa. Các em theo dõi đề bài. Cho tam giác ABC vuông ở A, cạnh AB nhỏ hơn AC, đường cao AH, HD vuông góc với AB, HE vuông góc AC như hình vẽ. Thầy đã vẽ rồi. Ý thứ nhất là chứng minh DE bình phương bằng HC nhân HB. Ý thứ hai, M là trung điểm của BC. Đường thẳng AM cắt DE tại K. Chứng minh 1 trên AK bình phương bằng 1 trên AE bình cộng 1 trên AD bình. Đó, các em suy nghĩ làm ý A. Chứng minh hệ thức DE bình phương. DE đây. DE bình phương bằng HC nhân HB. Đó, ý A thì cũng khá là nhẹ nhàng thôi, bạn có thể tư duy ngay được đúng không? Chứng minh hệ thức DE bình phương bằng HC nhân HB. Đó, các em nhìn trong hình vẽ. Bạn nào mà nhanh thì các em nhìn kết quả này đúng không? Em nhìn từ vế trái trước này. Đề bài cho tam giác vuông ở đường cao AH rồi đúng không? Thì HC và HB là hai hình chiếu đúng không? Khi các em thuộc công thức rồi, các em thuộc công thức rồi, các em nhớ cái hệ thức là H bình phương đúng không? H bình phương này thì bằng B phẩy nhân C phẩy đúng không? Bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu. Đúng không ạ? Khi đấy thì các em sẽ bật ngay ra được là HC nhân HB đúng không ạ? HC nhân HB này nó là hai hình chiếu đúng không? Khi đấy là HC nhân HB này, các em nhẩm ra nháp đi đúng không? Khi đấy mình sẽ gọi là HC nhân HB. Đó, nó chính là bằng bình phương đường cao. Bình phương đường cao chính là AH đúng không? Đó. Bây giờ hệ thức này là mình đã có chắc chắn là có theo cái hệ thức giữa cạnh và đường cao đúng không? Bây giờ các em nhìn vào cái hệ thức mà cần phải chứng minh. Vế phải này HC HB giống nhau rồi đúng không ạ? Vế trái là DE bình, vế trái này là AH bình. Điều đó là chứng tỏ là DE bình phải bằng AH bình đúng không? DE bằng AH đúng không? DE phải bằng AH. Bây giờ mình sẽ chứng minh thêm điều kiện là DE đúng không ạ? Bằng với AH đúng không? Cái này là mình có rồi. Nếu chứng minh được cái điều kiện này đúng không? Thì khi đấy là AH bình bằng HC nhân HB nó sẽ bằng là tương ứng với là DE bình bằng HC nhân HB xong. Đó chính là hệ thức phải chứng minh đúng không ạ? Thế câu hỏi đặt ra là tại sao DE bằng AH đúng không ạ? Các em nhìn là DE đây đúng không ạ? DE đây AH đây. Thế thì các em nhìn thấy đấy, đề bài cho là tam giác vuông này, để cho HD vuông góc này, HE vuông góc này đúng không ạ? Thế mình dự đoán là cái tứ giác AEHD này nó là hình gì các em nhỉ? Cái này kiến thức của lớp 8 các em biết rồi đúng không? Tứ giác mà có ba góc vuông thì nó là hình chữ nhật đúng không? Mà các em nhớ là tính chất trong hình chữ nhật đặc biệt về đường chéo đúng không? Hai đường chéo của hình chữ nhật thì sẽ bằng nhau đúng không? Khi đấy là mình sẽ bật ra cách chứng minh nó là tứ giác AEHD nó là hình chữ nhật thôi đúng không ạ? Nếu nó là hình chữ nhật thì AH sẽ bằng với DE đúng không ạ? Tại sao tứ giác AEHD là hình chữ nhật? Thì các em nhìn thấy nó có ba góc vuông đúng không ạ? Góc thứ nhất là góc A này. Đó, đề bài cho tam giác vuông rồi, tức là góc A bằng 90 độ đúng không? HD vuông góc AB này thì góc HDA bằng 90 nữa này, đúng không ạ? Góc vuông thứ ba là góc nào các em? Chính là góc AEH đúng không? Tại sao nó vuông? Thì đề bài cho rồi, HE vuông góc AC đúng không?
Như vậy là mình sẽ có cái cách trình bày là muốn có DE bằng với AH đúng không? Thì mình chứng minh cho tứ giác AE HD đúng không? Là hình chữ nhật đúng không? Đó, thế là mình giải quyết xong bài toán này, một hệ thức lượng này, đó, hình chữ nhật là xong luôn đúng không? Thế với việc phân tích như thế, thì các em sẽ trình bày ý A đúng không? Thì ta có góc gì nhỉ? BAC đúng không? Bằng 90 độ này, đúng không? Tiếp góc thứ hai là góc ADH đúng không? Bằng 90 độ này. Cái này giả thiết cho tam giác vuông rồi, đúng không? ADH bằng 90 độ do HD đúng không? Vuông góc AB. Đúng không? Góc thứ ba, góc AEH đúng không? Bằng 90 độ do HE vuông góc AC. Đúng chưa? Đó, em suy ra tứ giác AEHD là hình chữ nhật. Đúng không? Nó hình chữ nhật thì các em ngay lập tức các em suy ra độ dài của đường chéo DE bằng độ dài đường chéo AH. Đó, đây là điều kiện số 1. Đúng không? À, tiếp. À, các em áp dụng tiếp hệ thức lượng trong tam giác vuông đúng không? Tam giác ABC vuông tại đỉnh A đúng không ạ? Có đường cao là AH vuông góc BC. Thì các em sẽ có luôn cái hệ thức đó là hệ thức gì nhỉ? AH bình phương đúng không ạ? Bằng với bình phương đường cao đúng không? Bằng tích hai hình chiếu này HB nhân HC đúng không ạ? Đây là điều kiện số 2. Các em nhìn điều kiện số 1 và điều kiện số 2 này, các em suy ra cái gì? AH bình bằng HB nhân HC rồi đúng không? AH bằng DE có nghĩa là DE bình cũng bằng HB nhân HC, và đó là điều phải chứng minh đúng không? Từ 1 và 2 các em suy ra DE bình phương bằng HB nhân HC. Quá dễ rồi đúng không? Tiếp theo là ý B các em nhé. Chứng minh một trên AK bình phương này bằng một trên AE bình này cộng một trên AD bình này. Em nhìn xem là AK bình đâu, đây đúng không? AE đây đúng không? AD đây. Và cái giả thiết mới thì cho là M là trung điểm của BC nhé, trung điểm BC này. AM cắt DE tại K này. Đây, đúng không? Thế các em nhìn cái hệ thức này, các em nhìn hệ thức này, trông nó khá là giống cái hệ thức nào nhỉ? Số 1, số 2, số 3 hay là số 4 các em? Cái hệ thức này, 1 trên AK bình này đúng không? Cái này nghịch đảo của bình phương này đúng không? Bằng tổng các nghịch đảo bình phương này. Mình có vẻ mình liên hệ đến một cái hệ thức đó là gì nhỉ? 1 trên H bình đúng không? Bằng 1 trên B bình đúng không? Cộng 1 trên C bình đúng không? Nghịch đảo bình phương đường cao bằng tổng nghịch đảo bình phương các cạnh góc vuông đúng không? Thế bây giờ mình nhìn là có tam giác nào? ADE này, vuông tại A rồi đúng không? Hai cạnh góc vuông là AE AD đúng không? Thì AE bình phương đây rồi, AD bình đi rồi đúng không? Thế thì đây là hai cạnh góc vuông và nghịch đảo bình phương của hai cạnh góc vuông này rồi. Nên nếu như mà AK này đúng không? Nếu AK này nó mà là đường cao đúng không? Nếu AK là đường cao thì em có luôn là 1 trên AK bình đúng không? Bằng 1 trên AE bình cộng 1 trên AD bình. Có phải không ạ? Nhưng mà bài lại chưa cho AK đường cao đúng không? Thế thì chắc chắn là mình sẽ phải nghĩ đến là chứng minh cho AK đúng không? Nó phải vuông góc với cạnh nào các em? Mình chứng minh AK đường cao đúng không? Phải chứng minh AK vuông góc với DE này đúng không em? Đó.
Khi mình chứng minh được AK đường cao rồi, đúng không? Mình áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ADE này, đúng không? Thì 1 trên AK bình, đây, đúng không? Nghịch đảo bình phương đường cao này, đúng không? Bằng tổng nghịch đảo bình phương hai góc vuông, tức là bằng 1 trên AA bình cộng 1 trên AD bình ngay, đúng không? Đó, bây giờ thực ra là bài này lại đưa về việc chứng minh quan hệ vuông góc thôi, đúng không? Làm nào để chứng minh được cho AK vuông góc với DE, đúng không? Cộng thêm với lại tam giác ADE vuông, đúng không? Vuông tại A thì mình sẽ chứng minh được cái hệ thức này ngay, đúng không? Tam giác này vuông, ok rồi, đúng không? Chứng minh AK vuông góc với DE. Làm nào mà ra được AK vuông góc với lại DE các em? Thông thường là với bài toán hình mà muốn chứng minh được được AK vuông góc với lại DE này, đúng không? Thì ta hay giả sử là có điều phải chứng minh rồi đi, đúng không? Giả sử là AK vuông góc với lại DE rồi, khi đấy mình nhìn thấy tam giác AKD này, đúng không? Tam giác AKD này nó phải là tam giác vuông tại đỉnh K, đúng không? Tam giác AKD phải vuông tại đỉnh K. Khi tam giác này vuông tại đỉnh K rồi thì một số bài toán hay chứng minh cho hai góc còn lại là hai góc nhọn là góc D này. Đó. Với góc góc K KAD này. Đó. Tổng góc KAD này cộng góc KDA này. Đó. Khi đấy tổng hai góc này phải bằng các em nhớ cái định lý nữa. Tổng hai góc nhọn của tam giác vuông, đúng không ạ? Bằng 90 độ, đúng không ạ? 180 trừ 90 tổng phải bằng 90, đúng không ạ? Và các em lưu ý là có thể sử dụng chiều ngược lại, đúng không? Nếu góc D này cộng với góc A này và bằng 90 độ, đúng không nhỉ? Đó, thì mình suy ra góc AKD này cũng bằng 90 độ, đúng không? Mình chứng minh góc AKD bằng 90 độ, đúng không? Bằng cách mình chỉ ra tổng hai góc nhọn còn lại của tam giác này, đó là góc KAD, đúng không? Cộng góc KDA bằng 90 độ, đúng không? Nhờ định lý tổng ba góc, đúng không? Thì còn lại là góc K này phải bằng 90 độ thôi, đúng không? Đấy. Các em thử tìm xem là tại sao ở góc KAD cộng góc KDA bằng 90 độ. Đến đây ta cần phải khai thác giả thiết của bài là một này, đúng không? Đề bài cho M là trung điểm của BC thì các em suy ra điều gì? M là trung điểm của BC này, các em suy ra điều gì? Tam giác ABC này vuông tại đỉnh đỉnh A, đúng không? M là trung điểm của cạnh huyền BC, đúng không? Thì các em nhớ tính chất đường trung tuyến của tam giác không? Đường trung tuyến AM này, đúng không? Có độ dài bằng 1/2 cạnh BC này, đúng không? Thì nó cũng bằng cạnh MB và bằng cạnh MC, đúng không? Có nghĩa là MB bằng MC và bằng MA, đúng không? Ba cạnh này bằng nhau nhé, đúng không? Thì các em có thể suy rộng ra hơn một chút nữa này, đúng không? Đó là tam giác MAB này, là tam giác gì các em? MAB này có cạnh MA bằng cạnh MB, đúng không? Thì tam giác này là cân tại đỉnh M, đúng không? Cân tại đỉnh M rồi thì góc A này, đúng không? Góc A này, đúng không? Bằng góc B này, đúng không?
Đó. Góc MAB bằng góc B này, đúng không? Đó. Thế giờ góc góc D này có thể thay bằng góc nào mà góc đấy cộng với góc B này bằng 90 độ rồi cơ. Góc MAB đúng không? Chính là góc KAD này. Đấy. KAD này thì các em thay bằng góc B rồi. Đúng không? Chứ còn KDA các em thấy là có thể bằng góc nào? Ý A các em chứng minh được tứ giác AEHD này là hình chữ nhật rồi. Đúng không? Nó là hình chữ nhật rồi. Các em lưu ý là ta hay hay sử dụng đến giao điểm hai đường chéo hình chữ nhật nhé. Đúng không? Nếu thì gọi O. Đúng không? Là giao điểm của DE và AH. Đúng không? Thì tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật là các em phải nhớ này. Em nhớ này. Đúng không? Hai đường chéo của hình chữ nhật này thì cắt nhau tại trung điểm mỗi đường này. Đó, và bằng nhau nữa, đúng không? Đó, thế thì các em sẽ có là OD đúng không? Bằng cạnh OA này. Đúng không? Đấy. OA bằng OD. Thì có nghĩa là các em sẽ có tam giác OAD này. Đó, cũng là tam giác gì nhỉ? À, tam giác này cân đỉnh đỉnh O đúng không? À, như vậy là góc D này. Góc D thì ký hiệu này, đúng không? À, chính là góc KDA này sẽ bằng góc OAD đúng không ạ? Đấy, bằng góc này. Đúng chưa? Đấy. Góc KDA này bằng góc OAD đúng không? Rồi các em có nhận xét gì về cái góc B với góc OAD này? Góc B đây. Đúng không? Và góc OAB này. Em dễ dàng nhận thấy là hai góc này chính là hai góc nhọn của tam giác vuông nào AHP này, đúng không ạ? Đó, nó là hai góc nhọn của tam giác vuông này. Vậy thì góc OAB này đúng không ạ? Cộng góc B thì đã bằng 90 độ rồi, đúng không ạ? Tổng hai góc này 90 độ thì tổng hai góc này cũng bằng bao nhiêu em? 90 độ rồi, đúng không ạ? Đấy, từ đó các em suy ra tổng tương tự hai góc tương đương với hai góc này bằng 90 đúng không? Đó, vậy thì trong tam giác KAD này đúng không? Có tổng hai góc nhọn bằng 90 độ rồi. Tổng hai góc bằng 90 độ rồi, đúng không? Góc còn lại phải bằng 90 độ. Đó. Đấy. Trên sơ đồ thì các em có thể trình bày luôn những lời giải chi tiết vào đúng không? Đó, các em thử trình bày nhé. Lời giải ý B này. Đúng không? À, gọi nhé. Cái điểm O là điểm mới các em phải gọi nhé. Gọi O là giao điểm của DE và AH này. Đúng không? À, do thì các em suy ra luôn là OA bằng OD. Đúng không? Mà ngoặc do tứ giác AEHD là hình chữ nhật, cái này đã chứng minh đúng không? Hay nói khác là tam giác OAD bằng cân tại đâu ạ? Cân tại O đúng không? Thì các em suy ra luôn hai góc đáy là góc ODA đúng không? Các em nhìn là ODA này cũng như là KDA đúng không? Em viết luôn là góc KDA đúng không? Bằng góc OAD đúng không? Bằng góc OAD. Nó chính bằng góc HAD đúng không? Thì ba điểm thẳng ngang rồi. HAD. Đó. À, tiếp theo, các em chứng minh tiếp. À, chứng minh tiếp thì góc KAD này đúng không? À, bằng góc B là xong đúng không? Ta có
M là đường trung tuyến. Đúng không? À, ứng với cạnh huyền. Của tam giác vuông ABC. Đúng không? À, do đó độ dài của M sẽ bằng 1 phần 2 của cạnh BC. Đúng không? 1 phần 2 cạnh BC. Do M là trung điểm của BC rồi, đúng không ạ? Thì cũng bằng với MB. Đúng không? Bằng MB. Thì kem suy ra tam giác AMB. Đó, cân tại đâu em? À, cân tại đỉnh M. Đúng không ạ? Cân tại đỉnh M rồi. Thì kem suy ra luôn hai góc đáy. Đó, nó là góc MAD, đúng không ạ? Chính là góc KAD, đúng không ạ? Bằng với góc MBA, đúng không ạ? Và chính là góc HBA. Đúng chưa? À, bây giờ mình cần góc D cộng góc A là bằng 90, đúng không ạ? Thì mình chỉ ra góc HAD. Đó, HAD này, đúng không ạ? À, cộng với góc HBA bằng 90 độ trước, đúng không ạ? Mà đúng không? HAD này cộng với góc HBA bằng 90 độ, đúng không? Hoặc ngoặc vì tam giác nào vuông em? AHB, đúng không? Vuông tại đâu nhỉ? À, vuông tại đỉnh H, đúng không? Đấy. Đấy, vế bên phải này HAD cộng góc HBA bằng 90, đúng không? Thì bên này KDA, đó, suy ra KDA cộng với góc KAD, đúng rồi, cũng phải bằng 90 độ, đúng chưa? Đấy, cộng vế với vế, đúng không? Đây. À, suy ra góc AKD, đúng không? Góc AKD sẽ bằng 180 độ trừ đi tổng hai góc KDA cộng góc KAD, đúng không? 180 trừ 90 rồi thì bằng 90 độ, đúng không? Nó bằng 90 độ rồi thì có thể nói là hay nói cái khác à, AK vuông góc với DE, đúng không? Bây giờ bước cuối cùng các em chỉ còn nói là gì ạ? À, tam giác ADE này vuông tại A rồi, có AK vuông góc DE, vậy áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao rồi, đúng không? Hoặc người ta nói là áp dụng hệ thức lượng, đúng không? Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ADE, đúng không? Và có đường cao là AK. Nghịch đảo bình phương đường cao tức là 1 trên AK bình, đúng không? 1 trên AK bình bằng 1 trên nghịch đảo bình phương hai cạnh góc vuông, tổng nghịch đảo bình phương hai cạnh góc vuông tức là 1 trên AE bình cộng 1 trên AD bình. Đó. Thực ra là chứng minh hệ thức, đúng không? Nhưng mà hệ thức này nó giống cái hệ thức giữa cạnh và đường cao rồi, đúng không? Thiếu đường cao các em chứng minh nốt đường cao thôi. Đúng không? À, trên đây là một cái bài toán cũng khá là hay về cái chứng minh hệ thức hình học và áp dụng cái hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. À, đây là bài tập rất là tốt để củng cố lại cái kiến thức về hệ thức ở cái mức độ nâng cao hơn một chút, đúng không ạ? Các em sẽ có cái cơ hội để rèn luyện cái tư duy chứng minh cái hệ thức hình học này, đúng không ạ? Đây chỉ là một cách để chứng minh cho AK vuông góc với DE, đúng không? Các em cũng có thể chứng minh theo những cái cách khác, đúng không? Các em có thể tìm sang một cái góc vuông khác được, đúng không? Hoặc các em có thể đi nghĩ đến chứng minh tam giác đồng dạng cũng được,
đúng rồi. Các em có thể tìm những cái cách khác, không nhất thiết là phải theo cách của thầy. Đây chỉ là một một hướng để chứng minh thôi, đúng rồi. Xin cảm ơn các em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo nhé.